cứu vợ cứu mẹ trẻ. Con đang làm gì ạ? Con ăn xôi hả? Con đang ở đâu mà con ăn xôi? Con ăn xôi miệt vườn. Con ăn xôi miệt vườn. Của ai? Của Gia Khương con. À, con đang đi câu Gia Khương hả? Thương thăm người ngồi ăn xôi hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Không có coi. Không có coi hả? Chứ làm gì? Chơi. Chơi hả? Chứ ra coi cho Thương mà hình ra coi chơi hả? Vậy sao giờ ngồi ăn xôi? Sao giờ giờ ngồi ăn xôi ở đây vậy? Ai biết. Ai biết á? Kỳ vậy? Nói chuyện kỳ vậy? Dạ. Dạ. Mà cô chú giờ này đã là 10 giờ 30 phút. À, ngày 26 tháng 7 2023. Dạ, hôm nay là bên cuối cùng cho Khương đi hình ở sân Mỹ Phương ở công viên văn hóa truyền thông huyện Bình Chánh. Dạ, ở nhà ra ủng hộ chương trình của cho Khương và giờ này sửa vẫn còn thức ở đây và ngồi coi chương trình của cho Khương. Đói bụng nên ăn xôi, mà cô chú ăn xôi chung với đoàn. Đúng rồi mẹ. Dạ. Để lên đàng hoàng lại, không có để vậy. Con để lên cái nắp đàng hoàng lại. Được không? Coi chừng cẩn thận. Thấy Vĩnh chào bà cô chú này, thấy gì? Ăn bánh cú. Con ăn gì vậy? Ăn bánh mì thịt. Trả lời với ai vậy? Con ăn bánh mì thịt. À, con ăn bánh mì thịt. Rồi nó nghe không rõ. Sao tự nhiên giờ này ăn bánh mì vậy? Đứa ăn xôi, đứa ăn bánh mì vậy? Nếu con tới 3 giờ vậy. Hả? Thức tới mấy giờ? Không. Mở trời. Chà phải ở tới 3 giờ. Chà tới là tầm 1 giờ nào, 1 giờ không, như tầm 2 giờ mười mấy á là về. Ừ. Tại vì làm sớm. À, làm sớm. Tiết mục này cũng như là ngắn. Cháy đến vậy. À hả. Chào bà con cô bác khán giả của Khương Vừa con. Nên làm cái nắp dưới lên. Xin lỗi bà con cô bác nha, bữa giờ Khương Vừa bận quay ngôi sao miệt vườn á. Không có Nam. Không có quay mấy bạn nhỏ. Chào bà ông bà cô chú chưa? Đầu lớn chưa? Mày cháu. Đầu lớn lên rồi ăn xong nhanh lên diễn nha. Sao hả? Không. Có gì vai diễn đâu. Có vai diễn chạy qua sân khấu rồi chạy con qua trở lại. Có hại đâu. Không nhớ hỏi hả? Con hỏi tốt mà quay bình thường nè. Trời ơi, tội nghiệp hai đứa con cũng vừa mà bác. Giờ 11 giờ rồi. Ở đây coi chương trình. Rồi, xíu chắc bác ở lại đây làm khán giả luôn. Chứ xíu nữa bà con bác có người đi về để đi làm rồi. Thì tắm chỗ lắm cho con ngồi lên ngồi ghế coi nha không? Dạ, dễ đâu. Cho ăn học sâu thì phải vô ngồi coi nha không? Trang rồi. Ngon không? Ăn hộp xôi với bỏ bì phải đưa, quay 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 ngồi ghi hình chứ không có đúng. Nghe không? Còn mấy gì trả lại à? Ai cho ăn vậy? Trang. Trang, có bắt Trang chưa? Rồi. Hơi cục vàng của tôi. Buồn quá mà. Để ghi hình xong rồi dẫn về nội chơi không? Nghe không? Dẫn về nội quay quà 8 tháng 3 nghe không? Hả? Quay hơn nữa. Dẫn về nội quay quay MV quà 8 tháng 3 nghe không? Hả? Có bữa con đi thu á, thu con Cấm Sơn á. À. À. Nhớ chưa? Không cái nữa rồi. Không cái, không cái rồi. Đã không cái rồi. Để bé ăn, ăn xong rồi bé ăn nha. Dạ, phải ngôi sao đi trường không. Đi khấu bẻ, con đi khấu rồi bẻ. Đâu có đâu, găng đâu có nhúc nhích đâu bẻ. Đâu khấu rồi, cha thử một cái ghế. Dạ, yeah. Con... biểu diễn tiếp một bẻ răng hả? Dạ, con đi mua ăn gòn cho rồi. Rồi, lúc 2 bạc kia. Đâu ngồi ăn đâu. Để làm đi, đừng cái răng thôi. Nữa, không còn cái răng luôn. Trời, ăn xong cho bé răng. Thôi, xin lỗi không có. Nói cười quá. Không có kẹo. Cha lên làm chưa? Ngồi nói chuyện với con xíu nào. Đó, cha lên làm chứ gì? Không, cha có làm không mà làm. Chờ bác cô ra. Đó, tôi thấy là cô vừa hồi nãy đang chơi. Hải cầu á, thấy á. Con thấy cô vô một quyền. Con thấy, con vô trong phòng con thấy cứ gì. Hình đâu mình vậy hả bác? Bác. Ủa nó bác mà cha. Ừ. Ngồi xuống con ngồi xuống để cắt. Ngồi xuống rồi. Con vừa nói chung.
Rồi đang coi dép nè. Không ra. Mệt không? Nó lên dẫn dừng nha, dùm ra được không? Thế cho được không? Được. Được không? Ở đây thế cho đi. Ok không? Dạ chưa hay là con? Dạ. Dạ. Nó còn bỏ ở ngoài nhiều quá. Dạ dạ. Bữa nào lên đây? Bữa nào chơi nha. Hả? Bữa nào lên chơi nha. Lên anh hả? Dạ. Lên anh để hải sản. Không. Dạ. Hải sản là lên công ty để hải sản. Không có quán Bình Bình Dương. Dạ dạ. Đó. Dạ cảm ơn nha. Bữa nào có gì mấy bé có số điện thoại. Dạ 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 biết rồi. Dạ dạ dạ. Dạ anh. Anh là thí sinh của học giờ đó. Ăn gì chưa? Dạ. 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 À cà cà để về thu hả? Chơi, đang làm chưa? Chưa, chờ ở cho làm hoài. Bác bên nhí với con ngồi quyền ra. Bác bên nhí còn ngồi quyền. Hình giờ bà con bác còn thương cho mở lại coi nhìn tới giờ luôn không? Chắc bác hả? À, sữa ơi, sữa với bên thấy chương trình sao? Dạ, dạ bình thường. Dạ mẹ rửa. Chương trình sao? Con hay bình thường. Sao bình thường? Không hay hả? Con trai, con lên đây đi. Dạ, ủa dạ. Mẹ hả? Dạ, ở đây có rồi mà. Dạ, dạ. Con trai thứ hai nha. Dạ, dạ, con trai. Dạ, sữa. Lại đi. Để ngồi đi chuyện xíu rồi làm con, đi con. Hả? Con mơ chơi vậy? Ngồi đây cha. Ngồi đây cha, sẽ lấy con bò cho. Con bò. Hả? Ngồi đây nè, ngồi đây nói con bà của chú chị hỏi nè, ngồi xuống đây nè. Đâu vậy? Ủa ngồi xuống đi, lát này cho tới hộp. Hộp tới 32 giờ. Nè, lại bác chơi tiếp chụp hình cho nè. Chụp hình 3 chụp hình nè, mẹ cho em vô. Để hình kia chụp hình, ép cái chiếc lại. Rồi, tươi hả? Dạ rồi. Dạ, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi, sao coi chương trình thấy sao Lâm kìa? Dạ Lâm, chú bị về rồi, có ai chịu lại. Về hả? Không có coi hả? Mẹ, mẹ ở nhà mẫu. Như mẫu. Lâm bệnh, Lâm bệnh. Mẫu, mai, mẫu kìa. Sao coi chương trình nó đừng có khóc chương trình thấy ngồi sao mọi người thấy sao hả mới chơi hả hay cũng giống mùa một giống mùa một không hay hơn có đẹp không không đẹp hay giống mùa một có nước cũng lên cà phê cũng lên cà phê cũng ngồi uống nước cũng ăn đồ ngon thái đúng rồi mùa hai thì tiếp tục đây dạ đi chơi đi đi chơi chào tạm biệt ông bà chú nè bố cô ba đã tổ chức quán ba ba tiêu chọn bà cô chú ra bye bye bà cô chú ra bà cô chú chọn bà cô chú ba đâu hạng luôn chọn bà cô chú kìa hạng vô ba ha tiêu chọn bà cô chú thì vô quay ra dạ rồi cảm ơn quý mời đó, theo dõi video con vừa con nha rồi lấy xíu bà xã rảnh quay mấy bạn nhỏ con chương trình nha rồi văn thảo ra rồi lại quý bà cô chú.